Anh xã mình á phải mua cái miếng nhựa rồi ngồi rồi đo rồi cắt để cho bằng cái miếng kiến bị bở, rồi sau đó thì sẽ dán vào. Nếu không có hành trình mình đi là còn cả tuần nữa, mà đi với chiếc xe chống một bên kiến như vậy thì không được, lỡ rồi mưa nữa cũng nguy hiểm. Chào cả nhà đã trở lại kênh Đất Quê Online của Linh. Thì hôm nay Linh review hai cái việc, đó là cái siêu thị ở Ý và cái chuyện mà gia đình Linh bị trộm xe, không phải bị trộm xe, sorry, bị đập xe. Mời mọi người theo dõi clip của Linh nhé. Đây là chung cư nhìn vào buổi sáng. Ở đây là tương đối yên tĩnh nha cả nhà. Mình nói tương đối yên tĩnh là tại vì gần sát cái đường xe chạy như vậy nha. Rồi xe lửa nữa. Và cái chung cư nó không có kín đó, cho nên hơi nghe tiếng động bên ngoài thôi, chứ cũng không phải đến nỗi là ồn ào cái kiểu gọi là dân cư làm chứ nó ồn ào, chỉ là nó bị tác động bởi ngoại cảnh mà thôi. Còn ở dưới là bãi giữ xe. Chỗ một chút Linh sẽ nói về cái xe của Linh đã bị đập như thế nào. Ôi da, sao cứ để ta nó ta à, đây nè, ngay chỗ này nè, để Linh zoom vào nhé. Là xe Linh đang đậu ở dưới, nhưng mà cái chỗ này không phải là chỗ Linh bị đập xe mà là chỗ khác. Sorry, đây là một phần cái gọi là cái trần nhà của những người ở phía dưới. Họ thật là may mắn khi mà có thể có một cái sân rộng như vậy, sân thượng rộng như vậy để có thể trồng một tí rau cải hoặc là ngồi. Nhưng mà Linh nói thật, Linh cũng chẳng thấy ai ngồi đâu, tại vì quá là nóng buổi trưa, nóng cháy da luôn ở cả nhà. Đây là cầu thang của chung cư. Mình ở tầng thứ 7. Và đây là cái căn phòng của mình. Mọi người thấy bên trong căn phòng rồi đó, thì nó rất là gọn ghẽ và sạch sẽ, nhưng mà bề ngoài thì cũ. Và cái đây là cái cầu thang. Cái cầu thang này á, mình đi tới tầng 5 á, mà nói chuyện tầng 1 còn nghe. Và nó nghe lịch kịch lịch kịch lịch kịch lịch kịch. Như giờ anh xã lên đang lên đó cả nhà. Và đây là phía bên trong cầu thang. Bây giờ tụi mình đi xuống. Tụi mình ở tầng 7 nha. Cái cầu thang nhỏ xíu thôi, ngọt muốn chết. Đã là cho bốn người mà bốn nhà người nhà mình á là gầy gầy không, chỉ có Linh là mập nhất thôi, mà đứng mà đeo thêm một cái ba lô nữa cả nhà là nó cứng ngắc luôn. Đây là tầng 1 và cái chỗ để thư như vậy nha cả nhà. Cái khu ở cái tòa nhà này nhìn nó hơi tối, cũng chẳng sao, được có cái cây hơi xinh xắn đó. Mọi người nhìn đi, đây là cái khu vực phía dưới. Mà khu này Linh thấy không có người Trung Quốc nhiều, nhưng mà lại có người Thái, tại vì kế bên có cái nhà hàng Thái Lan. Tiếc là hồi tối Linh không ăn được. Hello, ở đó mình nhấn được cái chỗ cái chuông để mình mở cửa mình đi ra. Anh xã đang đứng bên cổng, ảnh không có thích xuất hiện trên YouTube cho nên mình không có quay. Và đây là cái khu phía bên ngoài. Sao tối dữ vậy ta? Nó có nhiều rác nha cả nhà. Không phải cái khu vực này không, mà là cái khu vực này, cái khu vực ở gần Rome ở bên Ý thì nó có nhiều rác hơn là bên những cái chỗ khác. Đây là phía mặt trong của chung cư. Ở gần đây thì mình có thể mua cà phê ở bên đó và có thể mua vé xe bus. Đây là cái khu mà Linh đậu xe. Và xuống dưới một tí á, là khi tụi Linh đậu xe xong là tụi Linh bị đập ở dưới mấy cái cây á nha cả nhà. Chứ không phải khu vực này, nhưng mà nó cũng là chung khu vực này luôn. Thì ở đây mình đi chỉ có khoảng 2 phút, 3 phút là tới trạm xe bus. Và đi chừng 5 đến 8 phút là đã tới trung tâm rồi, cho nên nó cũng tiện. Nó tiện, nó cũng không có ồn ào, nó cũng không có đến nỗi gì cả.
Nhưng mà chỉ có là khu vực nào gần Rome á, mọi người cũng phải để ý là sẽ bị ăn cắp, ăn trộm xe, đồ đạc trong xe. Mọi người cần phải chú ý cẩn thận. Đây, tụi nó đập xe của mình như vậy đây. Cái bọn này nó cũng chuyên nghiệp ở cả nhà, nó chỉ đập cái chỗ này thôi. Và nó đập như vậy thì nó sẽ mở xe được ở đây. Rồi nó lấy hết đồ trong này luôn. Nó lấy hết bốn cái mắt kiến của Linh. Trời ơi, cái mắt kiến ở đây, cái mắt kiến rẻ tiền nhất rồi để chỗ này. Nó cũng lấy mất tiêu luôn rồi. Nghĩa là nó lấy tổng cộng 5 cái mắt kiến của Linh. Bốn cái mắt kiến hiệu, hai cái ra băng, một cái Guess, một cái Diesel. Rồi một cái mắt kiến chỉ có bình thường thôi, và nó lấy của Linh. Nhưng mà nó hơn là cũng là nó không có lấy một cái vài vật dụng của quan trọng của chiếc xe đi. Nếu không thì mình cũng mệt. Và anh xã Linh ảnh mua một cái tấm kính tấm mica đó, ảnh dán lại như vậy. Nếu không thì mình đi cả. Và đây, sắp tới rồi. Đây là cái chỗ mà mình bị đập xe. Thì tụi mình đậu xe cũng ở ngoài, chứ không có ở ngoài đường, chứ không có ở trong cái khu gửi xe. Cái người chủ nhà nói là mình đậu xe đây thì an toàn. Thì đúng, thì là tại vì cô ấy là người Ý mà, cho nên đâu có sao. Còn mình là cái biển số xe nước ngoài mình để đó, mình đậu 2 ngày hơn, gần 3 ngày ở đó, thì nó đi ngang, đi qua, đi lại, nó sẽ biết là đó là du khách, cho nên nó đập xe. Nhưng cũng may mắn là mình nói là cái tụi này cũng chuyên nghiệp, nó không có đến nỗi là đập nguyên cái kính này luôn. Đập nguyên cái kính này chắc cũng mình cũng khóc luôn á cả nhà. Và bây giờ thì hành trình của tụi Linh vẫn còn 5-6 ngày nữa. Rất là hồi hộp, vì giống như là mình bị cái giống như mình bị con chim sợ cành cong vậy đó cả nhà. Mình sợ lắm. Mình sợ là nó sẽ lấy thêm đồ nữa. Mình đồ đạc của mình thì cũng không có đắt giá gì hết, nhưng mà nếu tổng cộng lại thì cũng mệt à. Và mình đi du lịch nữa, nếu mà nó lấy hết thì mình cũng lật đật phải chạy về thôi, chứ cũng không thể nào ở đây lâu được. Và cái khu này đi thì gần tới cái trạm xe bus rồi. Nói chung là cũng tiện đường, dễ đi, chứ không có khó khăn gì cả. Nếu mọi người đến đây mà nói chung là cái khu này thì phải cẩn thận thôi cả nhà ơi. Cho nên nếu mà nói là kêu Linh nói là tại sao Linh giới thiệu đến cái khu này, thì nếu mà Linh không giới thiệu khu này, mọi người đi khu khác mà nó thấy cái biển số xe chỉ trừ khi mà trong ra thôi thì nó mới an toàn. Chứ còn nếu mà đi mà đậu xe dọc dọc như vậy, và ở đây thì đậu xe dọc dọc thôi chứ cũng không có trong gara gì đâu, cho nên nếu mọi người đến đây can đảm một tí và cẩn thận hơn một tí thì có thể thuê cái chỗ Linh ở. Giá cả ổn định, giá cả được, không có ồn ào lắm, và cũng không có đến nỗi là chỉ có bị mất trộm như vậy thôi. Nếu mà không sao thì ở. Bây giờ thì tụi Linh phải đi ghé siêu thị mua một tí đồ để ăn trưa, rồi mua trái cây, mua nước về uống. Mọi người đi vào siêu thị của Ý với Linh nhé. Đây là cái khu bán rau cải. Dưa leo này thì ở bên Linh không có bán, Linh cũng chưa có ăn nữa, cho nên không biết là cái vỏ của nó có dày không. Mà thấy có một đồng ký. Kế bên thì có nhiều loại salad, có bí, và cái phía bên kia là có bắp cải nè, cùng rất là nhiều loại trái cây. Linh thấy rau cải và trái cây ở đây phong phú lắm cả nhà. Bên Linh đó, tại vì cái chỗ của Linh ở nó cũng không có lớn lắm, thì cái siêu thị lớn nhất của Linh nó cũng không có nhiều đồ như vậy đâu. Còn mấy cái siêu thị khác, cái chỗ của Linh nhà khu lớn, chỗ của Linh thì cái siêu thị lớn á, mình phải có thẻ mình mới vào được, và cũng mặt hàng của nó cũng không có đa dạng như vậy. Giá cả thì hơi mắc một tí. Còn ở đây thì Linh thấy là giá cả rất là ok so với cái thu nhập của so sánh với cái giá bên Hà Lan. Lại đây thì tất nhiên là phải mua một vài trái cây về để thử ăn rồi. Nhìn thì thấy nó mát mắt, nhưng mà không biết nó có ngon miệng hay không. Tại vì mấy lần kia mua
dọc đường của mình đi. Và bây giờ cũng trên đường đi ăn sáng thì Linh thấy họ trồng rất là nhiều cây xương rồng. Ở cái trái xương rồng này nè là mình ăn được. Thì hồi nãy Linh có quay trong siêu thị đó, mọi người thấy là họ bán. Thì bây giờ Linh quay nguyên cái cây cho mọi người coi. Đây là trong vườn người ta. Nếu mà Linh đi xa một tí nữa thì nó mọc lộ thiên ở ngoài và là cây hoang. Nhưng mà thôi, cái trái này Linh cũng không có thích ăn lắm cho nên Linh cũng không có hái. Nó giống như là cái kiểu thanh long của mình. Mọi người ăn chưa ta? Mọi người ăn cái trái này chưa ta? Thì nó giống như cái kiểu thanh long của mình vậy đó cả nhà. Nhưng mà nó lại cái hộp nó đó quá to. Và cái vị của nó không biết, tại vì lúc đó Linh mua là Linh mua ở Hà Lan, chứ Linh không có mua ở bên Ý. Linh mua hai lần và Linh thấy nó không có ngon, nó không có đặc biệt. Cái vị của nó nhạt nhạt làm sao á, chứ nó không phải là chua, cũng không phải là ngọt, mà nó cứ nhạt nhạt. Và nó có quá trời nhiều hộp ở trong luôn, cho nên Linh không có thích ăn nữa. Linh cũng không có muốn thử luôn. Nhưng mà khi qua bên này á, thì Linh thấy họ trồng quá nhiều. À, Linh thấy ở đây có cây con nó mọc nhiều lắm nè cả nhà. Linh nghĩ là cái cây này á, dễ sống ở cái đất nước này, cho nên họ mới trồng giống như cái kiểu trồng để cho có bóng mát và có trái cây và không cần phải chăm sóc. Linh nghĩ là vậy nha. Chứ còn mình chưa có hỏi người ta, không lẽ thò tay vào hái một trái chứ. Tại vì có một trái nó rất là gần luôn, thành ra như vậy là mình ăn cắp rồi. Nhưng mà thôi đi, thời mình cũng không thích ăn lắm cho nên cũng thôi không trộm đâu. Nhiều ghê luôn nè cả nhà hả, nhiều lắm luôn. Để Linh tiếp tục câu chuyện về cái vụ đập xe nhé. Thì anh xã mình đi báo cảnh sát, nhưng mà lúc đó thì phát hiện ra là tụi mình quên giấy tờ xe ở Hà Lan. Cái giấy tờ chứng minh đó, nghĩa là họ muốn cái giấy tờ xe thì mình có, nhưng mà họ không muốn còn nguyên cái form của giấy tờ xe đó cả nhà. Thì tụi mình không có đem theo. Họ bắt bẻ là nếu bây giờ không có cái giấy tờ xe, nguyên cái đống document, nguyên cái đống tài liệu của xe, họ sẽ không viết cái bản báo cáo về cái vụ đập vỡ xe của mình. Còn nếu không á thì mình phải đóng 30 euro. Tự nhiên mình từ nạn nhân cái mình trở thành tội phạm. Zijn jullie gereden zonder dat je zat op te letten? Ik zie Akasha om zich heen kijken. Zit er recht voor jullie, helemaal aan het einde van de parkeerplaats. Ja, gewoon het hekje uitlopen en dan verder lopen. Anh xã Linh đang gọi kêu con ra. Thì nói chuyện qua nói chuyện lại, mình không có đem tiền mặt theo để đủ 30 euro á, cho nên không đóng cái, họ không chịu viết cái báo cáo cho mình luôn. Thì Linh hy vọng là khi mà cái gì nào, khi mà mình về Hà Lan á, thì bảo hiểm Hà Lan nó chịu trả cho mình. Trái cây á, mình mua thấy đẹp nhưng mà ăn không có ngon. Cái này á hơi mềm mà không có có vị. Mấy cái kia thì hơi chua. Có cái trái đào này thì nó đỡ hơn một tí tại vì nó có mùi thơm. Còn dưa hấu á là trời ơi, Linh thèm quá trời thèm luôn. Hôm trước ăn thì thấy ngon, hôm nay ăn thì thấy nó nước nhiều nhưng mà lại không có ngọt. Linh mua một chai rượu này để uống chung với lại đồ biển. Thấy đồ biển ngon quá nên mua rượu về uống chung luôn. Nhưng bù lại đồ biển thì rất là tươi. Nếu mọi người đến Ý, đến cái vùng mà những cái vùng mà Linh đi qua dịp và giới thiệu cho mọi người đó, thì nên ăn đồ biển nha. Tại Linh rửa không khéo cho nên cái mực này nó bị vỡ, cái túi mực nó bị đen phui, nhìn không có đẹp lắm, lây qua tôm luôn. Nhưng mà thức ăn thì rất là ngon, như cái nhà đồ biển ngon lắm, tươi lắm. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip này của Linh và chúc mọi người một ngày thật vui. Hẹn gặp lại vào clip sau nhé.